Thảo Hiền phát hiện ra đây là một mảnh đất rất ngọt ngào. Vị ngọt đến từ những bông lúa hải hậu được người dân dày công chăm sóc hay những vườn cây ăn trái sai chữ cành. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là vị ngọt của biển cả bao la. Nhắc đến những vùng biển của Nam Định, không thể không nhắc đến vườn quốc gia Xuân Thủy, nơi con sông Hồng đổ ra biển lớn. Vườn quốc gia Xuân Thủy còn được biết đến với những trại nuôi ong lấy mật sú vẹt. Mật sú vẹt là loại mật được loài ong thu thập từ hoa sú, hoa vẹt. Hoa sú vẹt thường nở vào tầm tháng 6 đến tháng 8. Ghé thăm vườn quốc gia vào thời điểm này, các bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những trại ong lấy mật tự nhiên được người dân đặt rải rác khắp khu vực này. Anh ơi, tại sao cứ có một vài con ong là nó cứ vỗ cánh liên tục thế hả anh? Cái này là khi con ong lấy mật về là nó còn chưa đủ độ khô. Khi nó quạt gió để cho nó bay hơi nước đi để nó đặc. Vậy các anh làm việc ở đây thì làm thế nào để mình tránh để bị ong đốt hả anh? Khi mình làm cẩn thận thì con ong nó không bị chết. Mà khi con ong nó mà mình làm nó bị chết thì nó tiết ra một cái mùi hôi. Là nó đốt sinh ra nó đốt. Em không tin thì em cứ cầm thử xem. Vậy à, để em cầm thử ạ. Ui trời ơi. Mới bắt đầu thì Thảo Hiền cảm thấy rất là sợ. Nhưng mà thực ra khi mà cầm thế này thì thấy là các chủ ong nó rất là hiền lành. Và bật mí thêm cho các bạn muốn ghé thăm trại ong, đó chính là đừng bao giờ đứng chắn cửa tổ ong thì các bạn sẽ không bao giờ bị đốt cả. Mỗi ngày đàn ong sẽ xuất phát từ 6 giờ sáng ùa ra các cụm hoa để kiếm mật. Đây cũng là thời điểm để chủ trại ong đi kiểm tra tổ, vệ sinh nơi ở của ong và thu hoạch những cầu đã đầy mật. Công việc nào cũng cần diễn ra thật nhanh chóng để khỏi ảnh hưởng đến nề nếp sinh hoạt của bầy ong, vốn là loài vật có tổ chức đàn và phân công lao động vô cùng chặt chẽ. Vậy anh ơi, không biết là cái vị của mật ong sú vẹt này thì có khác với cả các mật ong ở nơi khác không ạ anh? Khác nhiều chứ em, đây là khi cái mật này mật rừng ngập mặn. Rừng ngập mặn thì bao giờ nó cũng độ chua, mà nó lại hơi độ hơi mặn thì... Anh ơi, tại sao mình lại phải cắt như thế này hả anh? Cái này khi con ong lấy mật về là nó đủ độ đặc rồi thì nó vít nắp, nó tích trữ. Khi quá trình nó tích trữ xong thì bắt đầu mình lấy mật của nó thì mình phải cắt cái này đi, mình quay thì nó mới ra được mật. Wow, vậy là Thảo Hiền đang có trong tay cả một ngân hàng tiết kiệm đấy. Rời vườn quốc gia, Thảo Hiền ghé thăm huyện Nam Trực. Buổi chiều tà ở đây đông đúc như ngày hội với không khí lao động vô cùng hăng say. Vị ngọt tiếp theo đến từ vụ mùa ngày hè là khi cả dân làng cùng nhau ra đồng để thu hoạch niềm vui. Nam Định giáp biển với những đồng đất cát rất phù hợp để trồng giống lạc xen canh với các vụ lúa. Lạc ở đây thường được thu hoạch vào tháng 6, vào thời điểm nắng gay gắt nhất của mùa hè. Trung bình một ngày một người dân ở đây có thể thu hoạch được một sào lạc, nhưng mà với tốc độ của Thảo Hiền thì chắc là chỉ được một nửa thôi. Đến đồng lạc, các bạn không chỉ vui mắt mà còn thấy vui tai bởi bản nhạc đặc biệt của cánh đồng. Ông ơi, sao con đập mãi mà lạc nó vẫn sót lại ở đây ông ạ? Đây như này. Sao lại chở sang bên này thì nó rụng, đi đập liên tục bên đấy nó không hết. Thảo Hiền biết rồi, hóa ra muốn đập lạc là phải biết giơ cao đánh khẽ. Ông ơi, năm nay một sào mình thu hoạch được bao nhiêu lạc hả ông? Một sào đấy là khoảng tạ rưỡi, tạ tám lạc. Năng suất thì nói chung là năm nay được gấp 2, gấp 3 mọi năm. Thế là năm nay là được mùa đúng không ạ? Năm nay là quá được mùa. Nắng có thuận, mưa đều, gió hòa, đến lúc thu hoạch bà con đỡ vất vả vậy thôi. Ông ơi, cháu thấy ông đập lạc như thế này vất vả quá. Thế không biết là chăm sóc lạc thì có tốn nhiều công sức không hả ông? Làm mùa màng thu hoạch lạc thì nó có vất vả, nhưng mà tối về đến mình ăn hột lạc hột ghiếc, ngồi ăn mâm cơm ghiếc thì nó cũng thấy bùi ngọt và vui, cũng xứng đáng với cái công của mình bỏ ra trong cái ngày lao động. Như vậy là mỗi hạt lạc là một hạt vui ông nhỉ? Vào mùa lạc, người dân ra đồng vui như ngày hội. Còn niềm vui của tôi thì đến từ ngày may mắn được thưởng thức trọn vẹn hương vị ngọt ngào của mảnh đất này.